Xin chào quý khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Sau đây sẽ là những thông tin thời sự vừa được cập nhật. Thưa quý khán giả, nhân kỷ niệm 34 năm ngày hội biên phòng toàn dân ngày 3 tháng 3 năm 1989, 3 tháng 3 năm 2023 và 64 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ngày 3 tháng 3 năm 1959, ngày 3 tháng 3 năm 2023. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã chọn xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để thực hiện chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện này. Tại Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã Tân Lập, huyện Tân Biên, các đơn vị đã phối hợp tổ chức buổi khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho gần 100 đối tượng chính sách trên địa bàn xã. Tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian, giao lưu giữa cán bộ chiến sĩ với đoàn viên thanh niên tại địa phương. Nhân ngày hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 250 triệu đồng. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng 20 suất học bổng cho các học sinh được chọn tham gia chương trình Con nuôi đồn biên phòng, nâng bước em tới trường và mẹ đỡ đầu. Tỉnh đoàn Tây Ninh cũng trao bản tượng trưng hỗ trợ xây dựng 2 km đường tuần tra biên giới đoạn đi qua địa phương. Tại ngày hội, nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng với thành tích trong phong trào, toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia và ngày biên phòng toàn dân. Thưa quý vị khán giả, sau nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, lễ kỳ yên đình gia lộc, múa trống xây dầm, ngày làm bánh tráng phơi xương trảng bàn, lễ ví bà Linh Sơn Thánh Mẫu Núi Bà Đen, lễ hội quan lớn trà vong và nghệ thuật chế biến món ăn chay Mới đây, nghề làm muối ớt tại Tây Ninh cũng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa nghề làm muối ớt ở tỉnh Tây Ninh vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình nghề thủ công truyền thống đặc sắc của tỉnh Tây Ninh, có tính đại diện, thể hiện bản sắc cộng đồng địa phương, trao truyền qua nhiều thế hệ và được cộng đồng người dân Tây Ninh tự nguyện cam kết bảo vệ nghề làm muối ớt tại Tây Ninh có từ lâu đời, nhưng bắt đầu phát triển mạnh từ sau năm 1975, ban đầu chỉ có vài hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ, đến nay đã có hơn 100 cơ sở sản xuất muối Tây Ninh các loại, tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Gò Dầu, thị xã Trảng Bàng và thành phố Tây Ninh. Sản phẩm muối Tây Ninh bao gồm các loại muối ớt, muối ớt tôm, muối tiêu, muối xả chay, muối xả tôm, muối ớt tỏi. Nguyên liệu chính để làm các loại muối này gồm có muối hột, ớt, tỏi, bột ngọt, xả, tôm khô, vân vân. Sáng ngày 17 tháng 2, Quỹ tín dụng Nhân dân Long Thuận, huyện Bến Cầu tổ chức đại hội thành viên năm 2023. Năm 2022, Quỹ tín dụng Nhân dân Long Thuận đã huy động tổng vốn vai trên 120 tỷ đồng, qua đó đã giải ngân cho 680 thành viên. Tổng dư nợ đến cuối năm 2022 là trên 107 tỷ đồng, đạt và vượt kế hoạch đề ra, nợ xấu được kiểm soát tốt. Trong năm 2022, Quỹ tín dụng nhân dân Long Thuận đạt tổng thu nhập gần 13 tỷ đồng, sau khi trừ đi các khoản chi phí và lợi nhuận sau thuế, đơn vị có lãi gần 1,8 tỷ đồng. Thông qua hoạt động hiệu quả của Quỹ tín dụng nhân dân Long Thuận, nơi các phần thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo và hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn. Ngày 17 tháng 2, Hội nông dân thành phố Tây Ninh tổ chức giải ngân nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân tỉnh cho hai dự án chăm sóc mảng cầu ở xã Thành Tân và phường Ninh Sơn. Trong đợt này, xã Thành Tân và phường Ninh Sơn có 34 hội viên nông dân được nhận chốn với tổng số tiền giải ngân là 1 tỷ đồng. Trong đó, mỗi đơn vị có 17 hội viên nhận chốn. Hộ được dây thấp nhất là 20 triệu đồng và nhiều nhất 30 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng với mức phí là 0,7% một tháng. Với số tiền này sẽ giúp các hội viên nông dân có thêm nguồn kinh phí để đầu tư cây giống, vật tư nông nghiệp để trồng và chăm sóc cây mãn cầu đạt năng suất cao hơn. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Ngọc Ánh mong muốn bà con nông dân sau khi nhận chốn sẽ sử dụng đúng mục đích nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao, ổn định cuộc sống, đồng thời hoàn chốn đúng thời hạn khi dự án hoàn thành. Thưa quý khán giả, Lễ hội Việt Nam Nhật Bản lần thứ 8 hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23 đến hết ngày 26 tháng 2 tới. Lễ hội Việt Nam Nhật Bản lần thứ 8 tại thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với chủ đề: Cùng nắm chặt tay nhau hướng tới tương lai vươn tầm thế giới. Lễ hội với các hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại, kinh tế, du lịch nhằm tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản. Trong khuôn khổ của lễ hội sẽ có chuỗi chương trình giao lưu thương mại ẩm thực và du lịch, quảng bá sản phẩm Việt Nam Nhật Bản và chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản. Cùng với đó là chuỗi hoạt động hội thảo xúc tiến thương mại du lịch Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, hội thảo về văn hóa ẩm thực Việt Nam Nhật Bản, các sự kiện kết nối kinh doanh giao thương. Lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2023 với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra xuyên suốt tháng 3 năm nay. Lễ hội áo dài là một sự kiện văn hóa du lịch thường niên nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức định kỳ vào tháng 3 hàng năm với mong muốn bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của trang phục dân tộc, đồng thời truyền cảm hứng tạo sự lan tỏa về tình yêu đối với áo dài đến du khách trong và ngoài nước. Năm nay, lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại các di tích lịch sử, di tích văn hóa, điểm đến du lịch, các công trình của thành phố với nhiều hoạt động đặc sắc hứa hẹn mang đến cho người dân Việt Nam cùng du khách quốc tế những cung bậc cảm xúc đáng nhớ và những trải nghiệm độc đáo. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến thành phố Hồ Chí Minh, điểm đến an toàn, hành trình sống động. Nhằm hỗ trợ hướng dẫn người dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến, tại nhiều xã phường ở thành phố Đà Nẵng đã hình thành các tổ công nghệ số cộng đồng. Đây được xem là mắt xích thúc đẩy chuyển đổi số đến cơ sở mang tiện ích đến với người dân. Chuyển đổi số tại cấp xã phường ở Đà Nẵng đang được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, từng bước xây dựng mô hình chính quyền số, công dân số với 100% hồ sơ thực hiện trực tuyến. Tính đến nay, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng được gần 2.500 tổ công nghệ số cộng đồng với 13.000 thành viên. Mô hình này đã góp phần đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, mang tiện ích đến người dân. Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng thiết thực. Các tổ công nghệ số cộng đồng là những cánh tay nối dài của đề án chuyển đổi số ở Đà Nẵng. Thưa quý vị khán giả, số người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 40.000 người. Trước tình hình này, Tổng thư ký Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ 1 tỷ đô la Mỹ để giúp đỡ trên 5 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này người phát ngôn của tổng thư ký liên hiệp quốc cho biết khoản diện trợ dự kiến được phân bổ làm ba giai đoạn tập trung vào đảm bảo an ninh lương thực an toàn cho người dân giáo dục nước uống và nơi ở khoản diện trợ này cũng sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức cứu trợ khẩn trương triển khai các hoạt động giúp đỡ khắc phục hậu quả trận động đất lớn nhất trong vòng một thế kỷ tại thổ nhĩ kỳ Hôm 14 tháng 2, Liên Hiệp Quốc cũng đã kêu gọi viện trợ gần 400 triệu đô la Mỹ cho các nạn nhân của trận động đất tại Syria. Tổ chức này đang nỗ lực vận chuyển thực phẩm, điều trại, quần áo ấm, chăn đệm và thuốc men y tế tới những khu vực bị ảnh hưởng. Động đất kéo theo hàng loạt thách thức khác. Hàng trăm nghìn người, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, hiện nay đang thiếu nước sạch, lương thực, thuốc men và nơi trú ẩn đảm bảo trong điều kiện mùa đông nhiệt độ xuống thấp. Chính phủ Thái Lan mới đây đã phê chuẩn quy định về thu lệ phí du lịch đối với du khách quốc tế nhập cảnh vào nước này kể từ ngày 1 tháng 6 tới. Theo dự báo, lượng du khách nước ngoài tới thăm xứ chùa vàng có thể vượt 30 triệu lượt trong năm nay, sẽ giúp cho Thái Lan thu được thêm số tiền khoảng 800 tỷ đồng. Theo quy định mới, phí du lịch đối với người nước ngoài đến Thái Lan bằng đường hàng không là 300 bạc, tức là khoảng 200.000 đồng Việt Nam. Trong khi đó, đối với du khách đến bằng đường bộ hoặc đường biển, mức phí là 150 bạc, tức khoảng 100.000 Việt Nam. Người nước ngoài đến Thái Lan trong ngày và không nghỉ qua đêm được miễn lệ phí. Trong khi đó, những người có giấy phép lao động tại Thái Lan cũng sẽ phải nộp phí khi nhập cảnh vì hệ thống không phân biệt giữa người mang hộ chiếu có giấy phép lao động và khách du lịch thông thường. Tuy nhiên, sau đó những người này sẽ được hoàn trả lại tiền. Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, khoản phí tăng thêm chủ yếu được sử dụng để trang trải chi phí bảo hiểm và chăm sóc y tế cho khách du lịch. Một phần khác trong số này sẽ được dùng cho việc phát triển các địa điểm du lịch địa phương. Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 73 đã chính thức khai mạc tại nhà hát Berliner Palace sau 2 năm hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, liên hoan năm nay đánh dấu sự trở lại sôi động của ngành công nghiệp điện ảnh với sự góp mặt của một lượng kỷ lục các tác phẩm với 827 bộ phim đến từ 121 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, gần 300 bộ phim sẽ được công chiếu tại các rạp trong suốt thời gian diễn ra liên hoan phim từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 2. She Came To Me, một bộ phim hài lãng mạn của nữ đạo diễn Rebecca Miller đã được chọn là phim ra mắt tại liên hoan phim năm nay. Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng, trong đó có Anne Hathaway. Năm nay, nữ diễn viên Kristen Stewart chính thức đảm nhiệm vai trò trưởng ban giám khảo. Cô là nghệ sĩ trẻ nhất được ngồi vào chiếc ghế trưởng ban giám khảo tại liên hoan phim Berlin. Trong khi đó, đạo diễn, nhà sản xuất kim biên kịch Steven Spielberg sẽ được vinh danh gấu vàng danh dự cho thành tựu trọn đời những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của đài phát thanh và truyền hình tây ninh hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại